Nhớ rồi. Xin chào các bạn, anh chị và tất cả mọi người. Hôm nay thì em Túng và em Già cũng có đi một số hộ mà đi trao quà một số hộ hoàn cảnh ấy, một cô cũng là neo đơn. Thì hôm nay em Già và em Túng vào đây là cũng hơi là muộn, và với cái quán đường của hôm nay đi vào nhà bà và bốn cháu một cô ấy, mẹ bỏ đi chồng còn bố thì bố ấy làm thuê được năm chưa về. Thì hôm nay em Già với em Túng vào đây. Thứ nhất là vào đi xem cái bạt mà vừa rồi anh mình quay ấy, vâng. Quay cho bốn bà cháu để gió khỏ luồn vào, để vâng. Hình là như thế. Còn vâng. Thứ hai nữa là em mình vào xem hỏi thăm sức khỏe của bốn đứa cháu và cái ăn uống cũng như là đi học hành thế nào đấy. Dạ vâng. Vâng. Bây giờ thì xin mời tất cả khán giả cũng như là em Túng với em Già xin vào sẽ vào nhà bà, bốn cháu với bà. Vâng. Thế tối khả năng là bố bà cháu chắc ở nhà ấy nhỉ? Dạ vâng. Đây bên này là cái mà trước kia, à cái video trước ấy thì em Già cũng có với em Túng là cũng có chia sẻ là anh mình về quay cho bốn bà cháu để đỡ gió hát vào nhà ấy, vâng. Luồn vào nhà ấy, vâng. Cũng khá là chắc chắn rồi, cái này chắc là cũng bị bong ra đó chứ nhỉ, con nọ là anh mình một chặt rồi mà đấy, cái này còn thì cả chắc là vâng. Nó bị bong ra thì... vâng, cả bên này nữa, cái này nữa thì vừa rồi thì anh mình cũng làm, ôi ôi cái này rồi để thế này. Túng tí bảo bà là không được để như thế nhé. Để xa xa một chút, bởi vì sợ chỉ con là không biết xong lấy cái lửa châm phát là đi cả nhà ấy. Vâng, vâng. Cháy cả nhà luôn đấy. Vâng, tí em bảo là. Ừ, nhớ cái ngô này dây cháy lắm, đúng không? Vâng. Vậy trên này còn sơn này, toàn sơn này, nguy hiểm quá. Bảo bà đi nhé. Vâng. Đây là cái phần mà em Già với em Túng là vừa rồi là cũng quay lại cho bà. Đấy, chắc chắn rồi. Vâng. Một cái là bà để cái này như thế này là sợ trẻ con bân lửa một phát, đúng rồi. Lấy cái bật về bật một phát là cháy cả nhà luôn, vâng. Ý bà luôn nhá. Vâng. Không biết là hôm nay bốn bà cháu ở nhà. Vâng. Nhóc chơi nhóc, ở nhóc chơi bò. Chơi gì đây? Đây. Có cả cái này nữa này. Bảo đun thì đun nhưng mà đun xong ấy như cái này để sang. Ồ. Vâng. Chơi thì cho tạm bằng cao cho chơi. Đỏ xong đấy đấy không? Ồ, chứ đâu mà thật thì cho bằng hai nó thế đi. Ừ, thế trả thế đây. Giờ chưa hơi ít nhiều con đại cho mà thử đi mà nó chích chinh nhỏ mắt mà chú chú gì nhá. Vâng, chú chú lòng mà dự xin cho anh Sơn Thái chào cháu nhá, các cháu ngoan chào cháu nhá, chào chú chưa ngoan chào chú chào chú các chú. Ừ, chào chú chú con nè. Ừ, ngoan lắm, ngoan lắm, phải còn ngoan lắm. Được rồi, lát nữa chú phát kẹo nhá. Vâng. Được rồi. Nên nó mỏ thằng... Đấy, cái gì tao à, chưa ăn tối à? Hay bố mà cháu muốn ở hôm nay chắc cũng đi làm muộn về chứ ăn. Bà cũng nói là vừa mới cho lợn ăn, với gà ăn xong rồi. Về chuẩn bị về nấu nướng cho các cháu với bà ăn thôi, chứ chưa nấu tối. Vâng. Chưa nấu cơm. Vâng. Túng không phát kiểu cho các cháu đi thôi. Dạ vâng ạ. Vâng. Nhớ biết xin nha. Ừ, xin chú nha. Phát bánh đi, Túng. Cái đấy, cái đấy. À, vâng. Bánh này, chú ngon lắm. Đây. Xin chào. Đứa lớn đi đâu rồi Túng? Xin các chú. Ờ, ok. Cái xin chưa? Hai tay nào, hai tay. Đấy, xin nhá. Đây. Ngoan lắm. Đấy, xin chưa? Vâng. Ngoan nhá. Đây, còn cái thịt. À, còn cái thịt đấy. Ừ. Bây giờ nhiều. Cho nhiều trong mỗi người một túi luôn, túi ạ. Túi. Vâng. Đúng ạ. Đây. Cháu xin cá chú. Ừ. Hai tay nhá, nhớ hai tay như này nhá. Cho khó cho thịt này. Hai tay nhá. Ở thay tên rồi. Ở thay tên thì muốn tay mà. Đây, không cần đâu. Hai tay thôi, hai tay cần. Đấy, như này rồi. Thay ước quý. Ở thay tên tôi mà. Xin chưa? Xin chưa?
Được rồi, cho bé gái luôn nè. Nè, ít xin chưa? Vâng. Vâng. Đây. Ừ, để lại cho bà để mỗi đấy. Buổi sáng ấy bà để, là đưa các cháu các bằng chú nào đấy mỗi lần đi học là đưa các cháu. Vâng. Hôm nay là cái đứa lớn là đi học rồi đúng không? Dạ đứa lớn là đi học rồi anh ạ. À. Đây là ba cháu nhỏ. Vâng. Đứa lớn chắc là đứa lớn thì bây giờ học xa đó, cho nên là có ở nhà thì cũng biết đây. Ừ, đúng rồi. Đấy, để phần để một phần cho mua ăn cái gà lúc bác ở ớt thử cũng được đây muốn là một cái thôi nè phát cho các cháu được rồi đây ớt thế này cho ăn luôn đi hả ăn luôn nó lên đến lên đến hôm nay cảm thấy là các cháu buồn hơn mọi hôm mà để vào đây tí lấy sang á đúng nói là hôm nay có kẹo mà sao các cháu cũng buồn buồn kiểu tí lúc có cái vấn đề gì không đây nhớ cháu và thế rồi thì cứ phải tha cho nha các cháu nhớ là chỉ cho này đi à đi nhận gì đó nhưng nhiệt lo mà là hai tia nhưng nhiệt cái xa rồi siêu cho mình nhiều mà nên xây nền cho nên mình nhiều ăn thì thiết chỉ mua cảm giác là thế thì nhô hồi chay chứ có nghĩa là thế nào nghĩa là mẹ của ba cháu về đây để không biết là về có chuyện gì ấy, nhưng mà nghe bảo bà bảo là lúc về thì dẫn theo một người đàn ông về theo ấy cái gì mẹ của các cháu á vâng về á trở vâng. Về á vâng ủa dẫn theo một người đàn ông về theo không biết là chồng của mẹ của các cháu hay sao chồng mới ấy chồng mới á không biết là đấy sao ô về làm gì không có không biết điều chuyện này thì nghe nói là một anh hàng xóm ở đấy bảo là về thì nghe kể ra là về muốn bán cái đất ở bây giờ ấy hay là thì nhưng mà đi lâu rồi mà đi lâu thôi về nhà làm gì bỏ rơi các con rồi bây giờ về làm gì không biết được bởi vì là đây trời ạ chắc là bà lại về muốn gọi là muốn về bán lại cái đất này không cho đất này cho ba cháu bố cháu này ở luôn này rồi cho chồng ở chồng với lại bà ở luôn này nhưng mà ông chồng có chết đâu ông chồng là đúng là không thương con thật đi được hơn năm rồi mà không về nhà là cũng tại ông chồng thật nhưng mà bà đã bỏ đi Trung Quốc rồi bà về xú dục các con với bán đất làm gì tội nghiệp các con không biết được nhưng mà bà thì không biết bà lại về gây chuyện như này thế thì bà vừa kể là mẹ của các cháu về thì ra là bà cũng không biết là bà đi bán rau để đưa ít tiền để phục vụ cho các cháu đi học ấy bà lại đi bán rau rồi thì bà cũng không biết về đến nhà là mới nghe anh hàng xóm kể ra thì bà nhìn thấy các cháu bà rất là thương bà khóc luôn và xong là ôi nhìn thương ấy mà thế là các cháu đã không thương được thì thôi còn định về bán đất cho đi nữa định về đòi đất này bán đi ấy để các cháu với lại bà với lại chồng nó có không cho ở luôn ấy có nghĩa là trước khi cái hôm là sau khi cái hôm là cái đất này là của cả hai vợ chồng đúng rồi và bây giờ là cái mẹ của ba đứa cháu này là định về là bán đòi lại cái phần đất mà sau khi cái hôm mà hai vợ chồng cùng chung cái miếng đất mà làm căn nhà này vâng hay là còn có cái này nữa cơ thì ra là khổ các cháu quá mẹ đã đi rồi không thương rồi thôi cũng lại về đòi nhá thế em Tuấn Tú hỏi là mấy hôm nay là các cháu là không đi học hay là ở nhà hay đi học ôi nó nhớ một cảm giác chị mùa mấy hôm nay là các cháu lúc thấy mẹ về thì nhớ quá cho nên là lúc mẹ đi rồi các cháu nhớ quá ai cũng khóc thế nhưng mà bây giờ các cháu vẫn chưa đi học các cháu vẫn đang buồn chưa muốn đi học cái đứa cả là đi học cả tuần chắc không biết gì đâu cái đứa cả thì đi học cả tuần thứ hai đi đến thứ bảy cái đứa cả biết rồi nhưng mà cái đứa cả là biết mẹ rồi nếu mà
đứa cả mà nghe thấy khả năng đứa cả cũng bỏ học luôn đấy. Đúng rồi. Vâng. Thương quá. Tôi nhiều các cháu quá. Ờ, bên nông đã nông đã ở chị nhớ chơi lò. Ừ, chị nhớ chơi lò cũng lâu rồi người ta. Thế là người ta mình nhủ à. Tôi cảm tao hôm nay mình chỉ thao hơi uống gì tao chăm nhủ thế. Ờ. Ê, Popo, ê, tôi túng lấy cái ghế cho bà ngồi. À, hả? Dạ, 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 anh cũng ngồi đi. Ừ, ê, rồi, bà, con vào đây ngồi đi. Ngồi gần bà ấy. Lấy ghế về ngồi đi. Con, cho lấy mấy cha chị trai ơi, chị giải thích tao không? Không biết lý, bà không biết lý do tại sao mà mẹ của các cháu lại về bán đất à? Đã chỉ bơ thì tí á là họ chính thì á là nên lo ai ở vì đi chẳng hơi yêu lộc tích họ à chỉ bơ để nên lo nên tí chỉ nhau chơi này bà thì bà cũng không biết lý do là sao nữa. Đúng rồi, bà xong phải đi bán rau. Bà cũng không biết lý do là sao. Đúng quá. Con cháu này hát trời như thế này đã đi rồi thôi, bà mẹ này về xúi dục xong con cái lại không đi học nữa thì dở hơi. Đúng rồi, đã không thương đẻ ra đã không thương được thì thôi. Còn là định về bán đất của con đi nữa thì cái này bà xấu xa quá. Đúng rồi. Lúc đấy bà không ở nhà là anh cái anh hàng xóm là anh ở nhà dưới này hay anh ở? Dạ vâng, anh hàng xóm là anh ở nhà dưới này à, về chửi luôn, chửi thả mà luôn mẹ của các cháu xong rồi hai vợ chồng kia mới đi. Vâng. Về chửi thẳng nói mấy câu thì bà kia cảm thấy là không ổn nên con dao của bà ấy bà. Thế là không ổn thì mới đi thôi. Nếu không có anh ấy thì có khi là lúc đấy là bà về đến nhà đất là đã thuộc về tay của người khác rồi. Đúng rồi. Vì lúc đấy con dao của bà về thì nó chắc là cũng to tiếng. Nhưng mà ông kia có phải ông chồng hay là ông mà định bán đất cho cái ông mà bà dẫn về ấy, là cái ông chồng của bà hay là ông mà bà định bán đất cho? Em nghĩ là ông đấy chắc là ông chồng của con dâu của bà ấy, chắc là ông chồng đấy. Ông chồng của, có nghĩa là chồng của chồng chồng mới của chồng mới con. Đúng rồi, đấy, chắc là chồng đấy thì chắc là về đòi lại thì... Khả năng bây giờ ở trong này là bán không được rồi. Chỉ khi bán cho hàng xóm thôi. Đúng. Chứ bán cho người ngoài mà ở xa về khả năng không làm được. Nhưng mà về vấn đề mà đòi tiền ấy, đòi đền bù cho bà ấy thì khả năng là không có. Đúng rồi. Là đưa cả ông chồng về về đòn bà đền bù cho là. Đúng rồi, về đền tiền có. Và đòi lấy tiền ấy. Nghiệm quá. Bà một mình đi bán rau cho con đi học thì còn lo lắng lo phần thương hết không hết thì còn để đòi tiền nữa. Bà đi bán rau phục vụ cho các cháu nhưng mà mẹ của các cháu đi lấy chồng lại về như này nữa thì không tội nghiệp các cháu lại bà quá nhà nên chỉ thôi trà nhá hả. Ừ, giờ xin xin rồi có cho mình nhau. Túng bảo là hơi không lo đâu cái này thì có chính quyền nhất là nhiều hơn lo thì là chỉ là giữa chỉ có nhiều nhân xã là cho mình nhủ sai đi à, đúng rồi. Thì bà cũng có nói bảo là cái vấn đề đền bù thì bà sẽ có là vay mượn. Bà sợ là đưa các con là đi bán sang bên tàu hay là hoặc là đi bán ở đâu đấy. Đúng rồi. Nhưng mà thì bà chỉ sợ là con là lại về rủ cái gì vì đứa con cho mình đi bán ấy, nhất là mấy đứa con gái. Đúng rồi. Rủ đi. Thế có nghĩa là bà đớp là bà có khả năng là sẽ vay mượn của hàng xóm mà đền bù cho đứa con dâu. Vâng. Còn là bà nhất quyết là không cho bà đi bán nhà là sợ nhất là các con lại bị mẹ lừa. Đúng bán rồi. Sang cho người khác phải không? Đúng rồi, bởi vì đấy là mẹ của các cháu thì là mẹ của ai cũng nhớ đúng không? Đúng thì rồi. Về đấy thì lừa mấy con thì các cháu cũng nhất là đứa con gái cũng đi ấy, xong sợ lại mẹ của các cháu lại đưa các cháu đi bán ở nơi xa nào đó. Nó một câu hơi cao đó là đi bán sang Trung Quốc thì rất là khổ. Vâng. Chính vì lý do này mà bà bảo là trả cho nhiều hơn nhiều phụ phụ là chỉ nhiều hơn ít mùi thì chỉ chạy nước tay nhau mà tay giờ lấy thì chỉ lo được. Ừ. Lo gì chỉ pháo à? Giờ lấy thì chỉ có cho nhiều một cần ta là thế cả. Đấy nhiều mà.
cái lý do này là mới bảo là sợ bà không có nhà, xong là mấy đứa đi học bên trường ấy thì bị mẹ rủ rõ là đưa các con là đi lừa đi bán, là bà mới bảo là thôi thì tạm thời là cứ cho các con nghỉ mấy hôm đó, vâng. Rồi lại cho các con đi học tiếp, ừ. Sợ mẹ lại về rủ rõ các con lừa bán đi cho người khác, bảo là mẹ nuôi ừ. Mẹ đi với mẹ rồi mẹ sẽ nuôi, nhưng mà thực chất ra là lừa bán sang bên kia thì lúc đấy lại lớn, lại gây chuyện lớn. Đúng rồi. Vâng. Đất là bà có khả năng là sẽ mượn ở đâu đấy để đền bù cho bà, cho bà con rau kia. Vâng. Ừ. Còn bà lo nhất là các con là bị mẹ lừa bán ra Trung Quốc, hoặc là bán cho ai, nói chung là chung là ừ. Sợ bán các con thôi. Đúng rồi. Đấy, bà rất là thương các con ạ. Bà rất là thương các con. Đúng rồi. Rất sợ mẹ của các cháu về. Chính xác nhá hả? Thế cháu làm cẩn thận nhá. Đấy, không lo, cái này có chứng quyền rồi. Tùng bảo bà là không lo, cứ cho các con đi học đi. Có gì thì thông báo luôn cho trưởng thôn với chi bộ này, công an viên này. Rồi thông báo cho xã là những cái bà này là về, bà vợ của các con đấy, mẹ của các con đấy, nếu mà có về đi trong nước, báo luôn cho chính quyền xử lý luôn, ngăn chặn luôn. Hiện tại là không cho vào nữa luôn. Thế là bà ở nhà, nhưng mà bà chưa lấy cái tiền đất này để đền cho cái con dâu kia chứ. Bà không biết là cũng chưa vay mượn đâu để đền cho đứa dâu kia chứ. Bởi vì đấy bà đi bán dâu rồi ấy, thì con dâu về đời cũng nhờ có anh hàng xóm ấy, nên là bà chưa đi vay mượn. Đấy, đây là một cái rất là đáng buồn nhất ấy. Đấy, như bà nói, tiền có thể để ra, nhưng mà con cái con cháu là không thể để ra. Tiền có thể kiếm ra được. Ừ, kiếm ra được. Nhưng mà gọi là con người thì rất là khó. Ừ. Ôi trời ơi. Vất vả quá, may mà có anh hàng xóm. Bây giờ tối rồi nhỉ? Anh hàng xóm có hỏi ra ở trong này không? Dạ, ngay ở dưới này thôi. Ngay ở dưới này hết gì? Vâng. Đấy. Thì bảo bà là đi báo luôn cho trưởng thôn, công an viên để ngăn chặn cái tình hình này. Nếu mà bà mẹ mà có vào nữa ấy, thì báo luôn cho quan viên trưởng thôn để báo chính quyền ấy, vâng. Xử lý luôn, không cho ngăn cản, ngăn chặn là không cho vào thôn, vâng. Và gia đình của bốn cháu nữa. Vâng. Giờ ra một cái là giờ tiểu tía giờ thì họ phải lo đủ nhiều hơn, giờ lo xa sinh để trả nữa, sang số ra cho những người trả. Giờ là đi ra chứ mua là cho chưa chỉnh nữa hả đi, cái chính phủ là chưa chỉnh chưa rõ ra nhau này. Là làm nhiều chỉ nhớ chơi mà thế này là nhớ chơi mà. Là thì chỉ nhớ chơi là chỉ bỏ thôi, chỉ bỏ mà cái chỉ là chưa chỉnh, chưa rõ để tổ trưởng tôi nhau đi, rồi như vào ba thế, nó mù hay là chờ có là bao tỉnh một ta nào, đó. Đúng ạ. Với lại thưa tất cả mọi người, ý của em ra là như thế này, nếu mà về bán đất ấy thì sẽ có chính quyền căng ngăn, sẽ có cái khoảng thời gian dài về bán đất là có chính quyền. Nhưng mà ý của em già cũng như là của bà ấy, bà cũng có nói, nếu mà về bán đất thì bà có thể là đi gọi trưởng thôn, công an viên cũng như là bí thư chủ tịch ở trong xã, công an trong xã có thể vào để giải quyết. Nhưng mà đáng lo với cái sợ nhất ấy, là sợ là mẹ về không có bà ở nhà, xong là rủ rỗ cũng như là mẹ của mình mà. Là mẹ nói là mình nghe. Đúng rồi. Là lúc đấy là bà mẹ của bốn đứa cháu là rủ các cháu đi sang bên kia rồi đi bán, rồi mỗi người một nơi. Là lúc đấy bà không thấy nữa. Đúng rồi. Bà không biết. Nhìn các cháu là thương quá. Đúng rồi, sợ lắm. Bà rất đúng rồi, cũng thương nổi đã đành rồi, còn về lý do bán đất thì lừa dối các con đi bán nữa thì thôi, cái này thì quá tàn nhẫn đấy. Đúng rồi, quá tàn nhẫn luôn. Đúng rồi. Quá nhá, xin chào cả nhà nhá, má. Xin chào cả nhà. Đây, buồn lắm. Ta xin chào cả nhà. Nhân gì nào?
Xin cần ta nhá. Hả? Ngoan nha. Nhớ cố gắng học nhá. Cố gắng chỉ sắp cho mình những cái nhuộm cần ta. Rồi cho bên bông trà bên trái gì. Bên trái khó nhẹ bên bị cho khó. Cho bó nhẹ mà xin lo lo. Nửa chua bé mua cái giọng mà. Nửa hạ tiền lo sửa cho mình tui nhuộm. Nửa sửa ta nửa cho mình tui nhuộm. Một nửa lúc chỉ tao. Vì tự chi chết chỉ lúc rồi. Nửa cho bó nhẹ xin lúc chỉ tao. Mơ cái giọng này cho một đoạn này mùa ít tụi mùa ít chén tụ. Đúng rồi. Nói về cái câu này thì mình cũng nghe nhiều. Cái mà mẹ về các con đi bán thì là cũng nghe nhiều lắm. Nghe nghe bà kể mà cũng rất là buồn và quá quá là bức xúc ấy. Đúng rồi. Đấy, sợ nhất là lừa các con đi bán ra bên ngoài. Đúng rồi. Thứ hai nữa là bà không có nhà xong rồi các con đi học là lừa các con gặp các cậu. Các con ở đâu là lấy các con đó là lúc đấy lại có là... tội người ta hỏi bà thôi chứ hỏi ai biết hỏi. Đúng rồi, với lại lúc đấy thì ai cũng chẳng có ai thấy nữa thì đấy. Có người ai thấy thì đành, không có ai thấy vậy biết bà đi lấy chồng ở đâu đâu. Đúng rồi. Ấy, cái miếng đất này là khả năng là cái lý do của bà đấy là trước à, sau khi cái đăng ký cái hôm ấy thì là cái đất này là ông bà là đã phân ra chia cho bố mẹ của các cháu rồi. Đúng rồi. Thế là một cái lý do là mẹ của các cháu sẽ về đòi lại cái miếng đất. Đúng rồi. Nhưng mà cái nghi cái thứ hai nhưng mà như là bà nghi ấy, cái nghi thứ hai nữa là sợ là không phải miếng đất mà là lừa các con đi sang bên kia để bán ấy. Đúng rồi. Là cái đấy là đáng lo nhất đấy. Bà cũng nói đúng ấy. Bà cũng rất sợ đấy. Bởi vì cái này thì cũng lo lắm thật. Các cháu ở nhà mà đi bán ra rồi nhiều khi là gọi là các cháu đi học thế mẹ lại về lừa gạt ở đâu dù các cháu đi đâu ấy lại lúc đưa gọi là đi những nơi mà không có người ấy thì đưa đi thì lúc đấy là thế được lúc đấy thì chính quyền người ta về trong khi đó chồng của bố của các cháu về hỏi lại hỏi bà thôi đúng không lại chết tội bà thì lúc đấy bà có tội gì đâu đúng không cả thôn là chỉ có là mỗi bà nuôi các con thôi chứ trách móc ai được con chỉ có trách bà thôi là lúc bà ấy, lúc đấy bà lại có tội đúng mà rồi. Người mà mẹ của các cháu lại đưa các cháu đi bán rồi cái tội lớn nhất là của đứa mẹ đấy nhưng mà về đúng sau rồi. Bà không có nhà là người ta thế nghi là bà đúng rồi đấy, bà không yêu thương cho các cháu là đi lạc đúng. Đi lạc mất ấy có nghĩa là đi đâu đi đó ấy đúng rồi người bà ta lại nghi ngờ bà là bà không thương đúng rồi thương quá, các cháu quá. Vâng. Sợ chứ lúc về là rất là sợ luôn chứ đúng rồi vâng bà là nhớ mẹ mà nhớ các con về thăm các con cái này đã không hợp lý rồi đúng rồi bởi đã bỏ đi thiêu chồng rồi không hợp lý rồi còn định về bán đất lừa các con như là lời bà nói nữa ấy, thì rất là tàn nhẫn luôn rất là áp luôn các cháu vẫn còn nhỏ như này mà mẹ của các cháu mới bỏ đi được trong khi đó bỏ đi rồi lại còn về đòi bán đất nhà này đi nữa lại muốn về rủ các cháu đi ra ngoài nữa đúng rồi rủ đi bán đấy cái này không nuôi nổi đâu bà mẹ tàn nhẫn như thế là kể cả đưa các cháu đi cũng không nuôi được đúng rồi bởi vì cái ông chồng đấy là không phải bố ruột của các cháu làm sao mà ông nhận tất cả các cháu nuôi được chỉ có lừa đi bán thôi chỉ có lừa đi bán để gọi là lừa các cháu các con đi bán để được tiền xài kia thôi cái này anh nghe nhiều rồi có nghĩa là những cái bà vợ mà đi bên Trung Quốc ấy ạ thì lúc mà đi là có 2-3 con ở trong nhà đã đẻ sinh ra được 2-3 con rồi lấy cái cớ lý do là vượt biên về thăm các con nhưng mà về sau là người dân Việt Nam mình là không biết bởi vì mình ở trên núi là không có kinh nghiệm ấy
là không biết. Cứ thế mà vào nhà các con thông báo được rồi, mua cái quần áo hoặc là cái bánh kẹo về cho các con ăn. Đúng rồi. Là thương các con một hai hôm. Xong sau đó mình không để ý, thế là đưa đi sang bên Trung Quốc lúc đấy ấy thấy. Đúng cái rồi. Này là bạn thân em già là cũng có nghe qua và nghe được rất là nhiều người là có như thế rồi ạ. Cái lừa đảo và bán lừa đảo bán trẻ con đến sang bên Trung Quốc cũng như là sang nước ngoài ấy. Cái lừa đảo này thì nghe rất nhiều. Những người mà đi Trung bán Quốc, trẻ em, đúng rồi, những người mà đi lấy chồng Trung Quốc lại chúng lại về vượt biên giới về rủ các con các cháu hoặc là người thân đi bán này, cái này nghe rất nhiều luôn. Rất nhiều rồi, cho nên là mà làm gì cũng phải rất là cẩn thận. Cẩn thận. Sợ như là mấy bà mà đi bỏ đi lấy chồng này, đúng rồi. Đấy, rồi là ông chồng thì đi làm và mất đi trong nữa thì bà đi lấy cái lý do lấy cái cớ về thương các con lừa các con đi bán nè. Đấy. Tuổi các cháu. Nhà thì thôi được rồi, bây giờ bảo bà bỏ. Nên nhưng mà chị son trai nhà mùa hai à chú rảnh nhá. Ấy đúng bảo là bà đừng sợ nữa, ai đi báo cho trưởng thôn, công an viên các kiểu. Rồi là có gì thì nếu mà mẹ của các cháu có về đi trong nước, chỉ cần họp thôn, thông báo cho thôn là ai nhìn thấy bà đấy trở về là lại gọi luôn là công an viên này, trưởng thôn này, rồi gọi xá vào nữa, làm việc luôn bà. Và bắt tại trận luôn, chứ không cho vào tự do như thế này. Đã đi lấy chồng rồi thương các con là thương, còn không thương, đã không thương rồi còn về đòi đất với rủ ro các con đi với mẹ nữa, cái này là rất là không hợp lý. Lại để kiếm chuyện này sang chuyện kia để do bán đất các thứ này, đấy. Là người rất là tàn nhẫn, thật là không thể tin được một người, tin tưởng được một người mẹ mà là như này. Bảo bà là cứ cho các con đi học đi, rồi nhưng mà trước khi cho đi học ấy thì thông báo cho trưởng thôn, công an viên là họp thôn, thông báo cho toàn thôn. Với lại anh nghĩ là cái này cho các cháu đi học thì cũng phải báo cho cô giáo để xem có quản lý xem có xảy ra cái chuyện gì nữa hay không. Đúng rồi. Nếu không thì cô giáo gọi là không thông báo cho cô giáo, thầy giáo thì có khi bố mẹ mẹ bé thì cũng cô giáo không biết ấy, thì cô giáo cũng không để ý tới thì lúc đấy lại rất là nguy hiểm nữa. Lo quá. Cùng một thằng chú được cả bà nuôi mấy năm nay, bà toàn là đi bán rau để kiếm từng đồng một để nuôi các con đi học, mà mẹ lại có rủ ro rồi lừa gạt rồi về bán đất của các con đi nữa, thế mê nhục chứ. Khả năng là cái bà vợ, cái bà mẹ của các con là như thế này, khả năng là sẽ bán đất đi. Đúng. Đưa các con đi và sẽ bán cái đất đi. Và lúc đấy còn bà một mình ở nhà. Đúng. Là bà không có đất, nhất là không có đất ở. Thứ hai nữa là không có các cháu ở với bà. Đúng. Đấy, tàn nhẫn đến mức độ này như vậy. Mà lấy các con đi thì con nuôi được đâu, lấy đi bán lẻ tẻ mỗi người một nơi thì như thế ai mà chấp nhận được, chấp nhận được. Đấy, bảo bà là cứ đi thông báo cho trưởng thôn, công an viên và bí thư chi bộ ở trong thôn là đừng sợ nữa, cho các con đi học. Bởi vì trên này em già là cũng thấy rất là nhiều rồi, trường hợp rồi, là nghe nói rồi cái lừa dối và bán trẻ em xa bên nước ngoài cũng như là không biết bán đi đâu ấy, thì cái mà lừa dối bán trẻ em này là em già là cũng có kể qua rất là nhiều và xem học em già là cũng có làm một cái chi bộ thôn ấy, thì em già cũng có rất là nhiều cuộc họp là cũng triển khai cho em già biết là những cái mà rủi ro này là em già gặp nhiều rồi, nghe nhiều ấy, không phải gặp mà nghe nhiều. Đấy, những cái này là rất là sợ. Đấy, sợ các con với sợ các con này, mẹ về lừa này, lừa bán đất xong mẹ lấy đi và bà đi vay mượn cho mẹ lấy cái tiền của mảnh đất này rồi. Rồi lúc đó lại lừa thêm các con là đi bán cho người khác đấy. Nếu mà mẹ đã không nuôi được, đã đành, còn lấy đi bán nữa thì khả năng cái tình là không thể chấp nhận được. Vậy thứ hai nữa là nếu mà các con đi vào những cái nhà bán được vào những cái nhà mà khán giả cũng như là thương yêu thì không có sao. Nhưng mà không may bán phải vào những cái gia đình mà đi gọi là đi làm người hầu đi. Đúng rồi. Đấy, lúc đó lại tội ra, lúc đấy thì lại tội các cháu.
thôi thì thà các cháu ở với bà được ăn ở học hành như thế nào thì tùy bà nuôi. Thôi bà vợ này nhẫn tâm quá đấy. Mà lúc đó nhá, bạn lười bà đi vay tiền về gửi cho mẹ các cháu rồi lại có một khoản nợ, mà lúc mà lấy các con đi rồi không, bà lại rất là thương các con. Vâng, bà có một khoản nợ và bà cũng có tội với các con, với bố của các con là người đi làm thuê mà cũng không trở về. Lúc đấy em bố của các cháu về đến nhà gọi là đất không có ở nhà thì cũng bán đi rồi. Không biết bà sẽ nghĩ sao về cái vấn đề mà mất cháu này, rồi là có nần trồng chất, gọi là cái đi vay mượn về cho các mẹ của các cháu về cái mảnh đất này. Đấy, lúc đấy bà lại mềm lòng đi vay mượn tiền nông của hàng xóm về đền bù có cái cho cái mẹ của các cháu là sẽ ở với bà, sẽ ở với miếng đất ở trong này. Lúc đấy bà được miếng đất, nhưng mà cái tiền nông mà đi vay mượn của hàng xóm ấy, lúc đấy bà lại có cái khoản nợ rất lớn. Bà lại có thêm một cái nữa, đó là lừa các con đi rồi lúc đấy bà lại có cái tội gọi là mất cháu. Là hàng xóm là rất là nghi ngờ. Đúng rồi, nghi ngờ trong khi đó không phải là hàng xóm trong khi đó. Đúng rồi. Ai cũng biết thì xã người ta cũng nghi ngờ đến đấy. Và bà cũng thương. Bà có người ta phải gọi là có tội lớn ấy. Đấy, bảo là bà cũng thương đấy. Bà không cho ăn à, thế nọ thế kia bà đánh đập xong rồi về các con là bỏ đi đâu hết ấy. Đúng rồi. Đấy, bà có tội lắm. Cái này thì bảo bà đi, bà yên tâm cứ trước khi cho các con đi học ấy thì thông báo cho thôn trước ạ. Báo cho thôn gặp mẹ của các cháu về ấy, thì báo chỉ cần một người nào đó gặp thôi là báo cho cả thôn là bắt giữ luôn. Vâng, không cho vào thôn. Đây. Nhờ tia ăn nếp của tia nữa sơn thủ sinh gần rồi để chẳng là khi cho chú chỉnh hoa kết rồi đi rồi đi tính mùa chứ chung thủ kia khi cho ra tia ra bỏ giờ bỏ ra lò mà chẳng kinh chỉ người ta tia chỉ bố lò để in lò là nó sinh sản như thế thì bỏ nên còn liền đó như có này rơi này đi này cũng nhìn như này thì gọi là nếu mà lừa đi bán thì nhìn cũng tội cho các cháu ạ. Cái này thì có biết cái gì. Đúng rồi. Cứ thì bảo là mẹ đưa tôi đi thì tôi cứ đi. Đúng rồi. Chứ tôi còn nhỏ ấy biết cái gì. Đúng rồi. Bao một chứ. Vậy một cái nữa này, cái đứa cả ấy không biết cái gì ấy, khả năng là rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Rất bảo bà mai nếu mà không đi bán rau thì thôi, còn bán rau hoặc là đi bán rau thì đi bảo cái đứa cháu là không được ra ngoài. Vậy đi nói thẳng với nhà trường là hãy ở trường và đừng ra ngoài, đừng tiếp xúc với ai, khỏi tránh khỏi cái rủi ro của bà mẹ về rủi ro cái đứa con đi. Đúng rồi. Đứa con là cũng học lớp 6 nhỉ? Ừ, năm nay lớp 6. Ừ, lớp 6 là cũng lớn rồi ấy. Vâng. Là sợ rủi ro của mẹ, bởi vì kể cả anh cũng thế thôi, anh mà mẹ về đưa anh đi thì anh cũng đi. Đúng chấp nhận, bởi vì mẹ sinh ra mình mà. Đúng rồi, mẹ sinh ra mình thì mình cũng nghe lời. Không, mình không thương mẹ. Lúc đấy mình sẽ không thể nghĩ là mẹ sẽ đưa mình đi bán cho những cái người khác hoặc là thế nọ thế nào ấy. Đúng rồi. Thế nọ kia thế kia ấy. Lo quá, nghe bà nó câu chuyện này cũng cảm thấy buồn. Giờ giờ tiếp hôm mùa giáo thêm mà hải mai chết thế thì chờ thay gió cửa gió là ba phò vị. Ba phò vị à? Nó là nhớ chơi thì ăn nhớ chơi sửa chơi mình nhớ thì chơi hay. Đi báo nhà trường xong là bảo nhà trường xem xét sợ mẹ của các cháu ấy lại để lười cái con cảng con cháu cảng ấy đi ấy. Thì lúc đấy lại rất là nguy hiểm, lúc đấy là cháu khả năng ở lớp 6 ở xa nữa. Đúng lại rồi. Không ai gọi là ở phố thì ai thấy đúng không? Với lại ai, bà họ biết họ thấy họ cũng không biết là ai đâu. Bà cũng có công việc ở nhà, như là bà cũng nuôi lợn, rồi là đi trồng rau, rồi là đi bán rau nữa. Đến hết cái thời gian mà đi bán rau hoặc đi trồng rau thì mới về nấu nướng cho các con, đợi các con đi học về ăn cơm. Đúng. Đấy, công việc của bà như thế. Nhưng mà sợ cái rủi ro của bà mẹ về là bà mẹ lừa một phát các con đi là lúc đấy hỏng hết tất cả. Đúng rồi, sợ là mẹ của các cháu về. Đúng.
phát là các cháu lại đi theo cái gia đình thì cũng đã vừa rồi thì em già cũng chia sẻ cho mọi người cũng biết, bây giờ khá tối rồi thì em già cũng chia cũng ghi hình lại cho tất cả mọi người cũng biết đó. Cái hôm nay thì em già cũng vừa rồi bất ngờ là bà cũng nói qua về cái tình hình của mẹ của bốn cháu về đòi lại cái mảnh đất, cũng như là cái rủi ro mà suy nghĩ nhiều của bà đó là sợ mẹ về không chỉ riêng cái phần là đòi đất mà là sợ là mẹ về lừa các con đi bán sang bên Trung Quốc và sang bên nước ngoài ấy. Đây là những cái rủi ro của những cái suy nghĩ của bà. Thì hôm nay em già bất ngờ là cũng rất là sợ những cái tình huống và những cái tình hình mà bà vừa mới kể cho em già cũng như là em cũng nghe. Em sợ như là đem các con đi bán. Nếu mà mình đất như bà nói là chỉ riêng về đòi cái đất ở của mẹ của các con thôi thì đã đành, gọi là chấp nhận, tạm chấp nhận thôi, nhưng mà không thể chấp nhận, theo em già không thể chấp nhận được một bà mẹ mà đã bỏ rơi các con rồi đấy. Những cái rủi ro mà mẹ của bốn đứa cháu là về đây, rủi ro thứ nhất là rủi ro bà là thế bán đất, và như bà nói sẽ có cái tiếp theo đó là rủi ro luôn, là rủ các con là lừa các con đi bán luôn, cũng có khả năng là sẽ có hay bà cũng có nghi ngờ. Vì vậy mà bà không cho các con đi học được 1-2 hôm để yên cho các con yên đó, bởi vì bà một mình là bà không thể là vừa cho các con đi học vừa đi làm việc được, bởi bà đi làm việc nhà thì sợ các con đi học xong rồi đây bị mẹ của các con về lừa các con đi sang bên nhà mẹ để đi bán cho người khác. Cái rủi ro đấy thì là nó cũng gọi là lần này không được, nhưng mà cũng gọi là bà mẹ của các cháu cũng khiến ra nhiều cái lý do để về rủ các cháu đi ấy. Cái này thì gọi là rất có khả năng là nó sẽ như thế. Đúng rồi, sẽ có. Bởi vì như em già đã nói cái đầu tiên mà bà nói thế, em già cũng đã nói rồi, như cái người như thế này là không thể chấp nhận được. Đã bỏ rơi con cái rồi về đòi đất rồi lại còn về có cái âm mưu gọi là lừa các con đi ở với bà mẹ xong là không nuôi nổi bán đi à? Đấy, như cái này không thể chấp nhận. Bởi vì bà cũng già cũng có tuổi nhưng mà bà thương các con còn hơn là bán cho người khác xong là không biết là cuộc sống của các con sau này như thế nào. Đấy, mục mịch mỗi người một nơi mà. Mà lúc đấy nhá, bà không có nhà nhá. Cái thứ nhất là bà không có nhà xong rồi lừa các con đi, bà không biết, không hay biết cái gì. Bà cứ tưởng là các con đi học rồi cha đi chơi, rồi tối không biết đi tìm. Đấy, đợi khi mà đi tìm, bà cũng có xe đợi khi mà đi tìm. Rồi 1-2 hôm rồi người ta vượt biên rồi, vừa ranh giới rồi lúc đấy ai tìm được. Đấy, không đề phòng được, không đề phòng là ai tìm. Và ai biết đường tìm. Những người không như đề này, những người như này là lần này không được nhưng nó cũng phải tìm cách này xa cách kia để về lười ấy. Đúng rồi. Đấy, thì hôm nay thì câu chuyện của bà là cũng có nhiều uẩn ức cũng như là khúc mắc mà chưa thể nào mà giải sầu được. Đấy thì cứ bảo bà là đừng lo. Đấy, đừng lo. Hãy thông báo trước tiên là cứ thông báo cho trưởng thôn để họp thôn, thông báo tất cả toàn dân và nhân dân ở thôn này để nếu mà ai bác gặp được bà mẹ thì hãy gọi cho trưởng thôn với công an viên là bác xử lý tận chân, có nghĩa là bác giữ lại ấy. Vâng. Bác giữ lại ấy, là không cho bà ấy lại gần các con nữa, với gia đình nữa. Vâng. Nếu mà có về ấy, còn mong muốn lớn nhất của em già đó là đừng có cho bà ấy về nữa. Đúng rồi. Nhưng cái này là rất là những cái rủi ro không thể chấp nhận được. Đúng rồi. Thứ nhất là vừa về lừa đất đấy, lừa đất xong rồi lừa các con đi sao đi thì sao, nhưng cái đấy sẽ có đấy, đá vào đã có như thế thì có. Đúng rồi. Đấy, không thể chấp nhận, bởi vì gọi là lười lần này không được thì cũng phải khiến lý do để về lười thế nữa. Bởi vì những cái bà mẹ này đã có cái tâm mà đi chồng mình mà đi làm thôi, có phải đi chết đâu, đi mất đâu, xin phép nhá, em già nói nhầm, ấy có phải đi làm gì đâu, mình đi làm thêm để kiếm thu nhập cho gia đình, để tu sửa gia đình. Nhưng mà công nhận ông chồng bố của các con là cũng công nhận thật,
đi làm thuê sao mà đi lâu đấy, đi năm trời, hơn năm trời mà không về thăm gia đình. Không hỏi thăm một tí, không hỏi thăm gia đình. Mà mẹ của các con là cũng tàn nhẫn quá. Cũng đi lấy chồng. Bỏ các con. Rồi bây giờ về đòi, về đòi đất. Không thể chấp nhận. Cả hai vợ chồng không thể chấp nhận. Bà đã già rồi, có tuổi rồi nhưng bà luôn luôn là yêu thương các cháu. Chăn nom này, bán từng cái mớ rau như cái video trước em già chia sẻ. Mỗi một cái mớ rau 2.000, 3.000 bà cũng bán đi để kiếm thêm thu nhập cũng như là cái đồng tiền về cho các con đi học, mua những cái đôi dép và đôi giày và những cái quần áo cho các con đi học. Nhưng khi mùa đông đến đấy, là bà cũng rất là thương các cháu, mà như bà nói những cái rủi ro này không thể chấp nhận. Đấy, lần sau nếu mà không có vào là rất là tốt, nhưng mà sợ có vào cho nên phải thông báo trước cho nhân dân cũng như là chính quyền để biết, thông báo cho chính quyền có là trưởng thôn này, con viên này, thông báo cho xã chính quyền đấy. Nhất là cái này thì nếu mà lần sau nhé, thấy thì cứ gọi là nhà cứ nhờ trưởng thôn gọi công an xã người ta, thế thì cứ gọi công an xã người ta về làm việc đi, để đừng có cho vào nhà nữa, bởi vì đã đi rồi thì cho đừng có về nữa, về như thế là rất là nguy hiểm. Đó là ví dụ nhé, bà già rồi về kể cả bà có ở nhà thế nữa, không có như kiểu ví dụ nhé, người hàng xóm người ta đi làm hết rồi ấy, không có người thì mẹ của các cháu về lúc đấy bà già rồi, mẹ các cháu về kia rủ các cháu đi, bà nói bà già rồi bà nói nhiều thì con dao của bà cũng gọi là bật lại bật lại ấy, trong khi đó đã định là con mẹ của các cháu định đã đưa các cháu đi thì bà có cản thì không gọi là bà lại bị gọi nó một câu hơi ắt, đó là bị đính đấy, thì lúc đấy lại tội nghiệp cho bà đúng không? Chỉ xót xa đó mà hiện nay cho phục cửa nên muốn nên món không thì à có chạy thì nên xót chạy ở trên cái chỗ chơi nhiều cần ta anh thì chỉ nhà chỉ mua chỉ tiền có chơi bình nhiêu một cái vì đó con nhà nửa lò lấy ra nửa họ chỉ họ thì lò pin lò chi nhà nhỏ nhỏ này lò ấy rõ chị bây giờ thì có lò mà hai đo lo không xẻ nó chỉ có rõ thế lò nhưng mà cái mà hắn chỉ không là thì thì lo nhân tạo thế chỉ thế rồi thì bác sĩ thấy sửa thế mình lò quá tí thì đó nhà gì mà đấy thì hôm nay tình hình của em già với em Túng vào đây là thứ nhất là về thăm các cháu thôi, cái về thăm các cháu với lại thăm cái gia đình, về cái vừa rồi ấy, em già và em Túng cũng là quay cái bạt cho gia đình xem nào có chắc chắn không, có bị luồn gió ở những cái khe vào trong nhà buồn ngủ của các con nữa không ấy, thì hôm nay em già thì nhìn là vào đây thôi, không có nghĩa không để ý là thấy có bà mẹ của các cháu ấy về đòi mảnh đất cũng như là có cái rủi ro, nhiều cái rủi ro mà như bà vừa nói sợ là rủi ro là lừa các con đi về phía bên mẹ không là mẹ bán đi nơi khác đấy, những cái rủi ro này là hôm nay bất ngờ em già vào đây thì không có nghe bà kể qua, đó là một cái rất là đáng buồn và không thể chấp nhận đối với gia đình cũng như là em già và em Tú. Đấy thì em già cũng khá là video cũng khá là dài rồi thì em già cũng xin là kết thúc cái video tại đây, xin xin tất cả mọi người là xem cái video này bổ ích thì hãy like cho kênh cũng như là chia sẻ cái nỗi khổ của bốn đứa cháu và bà. Đấy, thì em già xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào.